Chúng ta tiếp tục với ví dụ đầu tiên. Ví dụ số 1. Mạch dao động điện từ gồm cuộn thuần cảm có độ từ cảm 2 trên pi henry, tụ điện có điện dung 80 trên pi picofarad, lấy pi bình bằng 10. Tần số gốc của dao động là, chúng ta có bốn đáp án như đây. Đúng nhỉ? Đáp án A 5 pi 10 mũ 5 2,5 10 mũ 6 là B, C là 5 pi 10 mũ 6 2,5 10 mũ 5 vân vân. Đúng nhỉ? Vậy thì khi làm bài tập đọc đề, việc đầu tiên thì cần các bạn chú ý. Các bạn đã xem cho thầy câu hỏi với đáp án đã nhé. Phải xem đề bài hỏi cái gì đã, đừng đâm đầu làm ngay. Đề bài hỏi là tần số góc. Thế thì trong đầu các bạn phải nghĩ gì ạ? À, tần số góc ký hiệu là gì đã? Là gì? Là omega. Được chưa? Như vậy đã trả lời xong câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2, thầy cần các bạn chú ý đó là nhìn xem bốn đáp án. Cái đơn vị của các đại lượng này có chuẩn chưa nhá. Ở đây tần số góc thì đơn vị phải là gì? Phải là radian trên giây. Vậy thì nhìn bốn đáp án, anh nào mà đơn vị không phải radian trên giây mình loại ngay lập tức, không phải lăn tăn gì cả, đừng đâm đầu vào làm nhá. Rồi thầy cho mình bắt đầu đi làm theo các bước đó. Thứ nhất, tần số góc omega, bốn đáp án radian trên giây, radian trên giây. À, đều đẹp rồi. Lúc này thì ta mới gì ạ, đi xử lý số liệu bài toán. Các em hiểu chưa? Đó mới là người đi thi. Người đi cứ cắm đầu vào làm ngay không được, không được một tẹo nào cả. Các em nhớ nhá. Rồi, chúng ta bắt đầu làm ví dụ số 1. Chúng ta có các thông số đó là n bằng 2 trên pi henry. Chúng ta có c, c phải đổi về đơn vị chuẩn. C ở đây là 80 trên pi picofarad. Picofarad thì đổi ra farad sẽ là gì? À, thầy đã dạy trong dao động, trong điện xoay chiều đó là C nối tiếp rồi. Gì nhỉ? MNP. Mini, micro nhá. Micro 10 mũ trừ 6, lalo 10 mũ trừ 9 và pico là 10 mũ trừ 12. Đây sẽ là 80 trên pi nhân 10 mũ trừ 12 farad. Rồi, giờ đề bài hỏi các em tần số góc chính là hỏi omega. Omega thì mình lại nhớ một điều, đó là nó giống như trong cộng hưởng điện, đúng không ạ? Omega chính bằng 1 chia căn LC. Đúng chưa? Rồi, nhiệm vụ giờ các bạn là gì? Thay số mà chiến đấu thôi, phải không? Thay số nào. 1 chia căn bằng 2 của 2 trên pi nhân với 80 trên pi nhân 10 mũ trừ 12. Rồi. À, thế thì bây giờ chúng ta cùng cùng nhẩm nó cũng được, đúng nhỉ?